Việt News ha. Dạ, phố Việt Media. Phố Việt Media. Dạ. Kính chào. Chào là thầy. Quý vị ơi, là đúng ra là ngày hôm nay là gia đình Michael Đào sẽ tới đó, nhưng mà nghe nói cái vụ kiện tụng gì đó thì nó có thể kéo dài cho đến ngày 16 tháng 4. Dạ. 16 tháng 4. Đó. Don't worry, be happy quý vị. Happy happiness. Sư phụ nghĩ tới 16 tháng 4, sư phụ nghĩ xong không? Hả? Sư phụ nghĩ tới 16 tháng 4 là xong không? Không, có thể là xong. Bất cứ chuyện gì nó có thể xảy ra mà có thể kéo dài 2-3 năm vậy đó. Thì chết bình thường hóa. Nghĩa là mình sống coi như là mình an vui và hạnh phúc, tâm bình khí hòa quý vị ơi. Tâm bình khí hòa nha quý vị. Đó là những lời mà sư nói. Thì cứ bình tĩnh thắng lưu bu. Bình tĩnh thắng lưu bu. Đó, từ từ cháu nó nhừ, chỉ vậy thôi. Vậy đó. Đó là cái câu mà sư Minh Tánh hay lặp đi lặp lại nhắc nhở quý vị. Đừng có ba cái tâm mà con người phải khổ, phải luân hồi sanh tử. Đó là vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Vọng tưởng là nghĩa điên đảo, nghĩ ngợi lung tung. Đó, phân biệt là đúng sai rồi kia loạn hết, mình phải lấy trung đạo. Còn phân biệt chấp trước, chấp là mình đúng, còn người ta sai. Đó, mình đúng cái đúng của người này nhưng mà cái sai của người khác, cái niềm vui của người này mà nỗi đau khổ của người khác. Quý vị phải giữ cái trung đạo. Có thể hòa thượng Thích Nguyên Trí làm lỗi, nhưng mà có thể ngài là một bậc coi như là thánh sống, là Phật sống, là ngài chịu hàm oan. Hoàng hàm oan, quý vị đừng có nên mà vậy đó. Dạ. Vậy đó, bởi vì nên mình không có biết được. Sư nói thiệt, sư không có lục thông là nên chưa có biết được, sư chưa có chứng quả. Bởi vì nên sư không dám nói, mà không tu mà nói tu nha, không chứng mà nói chứng, không biết mà nói biết, quý vị đọa địa ngục đó. Quý vị bị cộng nghiệp rồi đọa địa ngục. Bởi vì nên mình hôm nay sư đứng giữa sân của chùa Bát Nhã, sư nói nên lời chân thật trước là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Đó, đứng giữa coi như là Đức Mẹ Phật Bà Lộ Thiên. Đó, mình nói không phải là chuyện chơi nha quý vị. Những lời nói đây là những lời chân thật, coi như là những lời nói là quý vị phải biết thuốc đắng giả tật, lời thật thì mít lòng, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ kiếm nhưng mà lời lành khó nghe. Đây là cái lời trung ngôn nghịch nhĩ, đó là như vậy đó. Cái lời hay, người ta nói lời hay, người ta đó, miệng lưỡi nói lời hay nhưng mà không có thật, nhưng mà lời thật nó không có hay. Bởi vì nên mình phải dùng lời cũng như là danh tăng Du Tăng Thích Minh Tánh, nhưng mà danh tăng Thích Pháp Hòa là danh tăng Thích Pháp Hòa là nói những điều ái ngữ nên nhiều người thương, còn Du Tăng Thích Minh Tánh nói những điều chánh ngữ. Trong chánh ngữ đạo, trong Bát Chánh Đạo nó gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là Bát Chánh Đạo, đó là coi như là đưa hành giả vào kim cang thành chánh giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Cho Phố Việt Media hỏi thưa. Dạ. Thưa thầy, sáng tới giờ thầy và tới thì thầy quan sát, thầy thấy cảnh chùa, quan cảnh chùa như thế nào, rồi thầy có gặp sư cô hay là có gặp một số Phật tử họ chia sẻ như thế nào không ạ? Dạ, thầy có thể chia sẻ. Dạ, dạ. Có. Sáng sớm sư mời đến thầy. Sư đến đây cũng như đầu tiên á, sư đến đây còn mưa tầm tã lắm. Dạ. Các anh em YouTuber gọi sư ra cà phê Rip Gypsy để uống cà phê ăn sáng nhưng mà sư không có đi. Dạ. Sư không có đi, sư ở ngay tầng chùa lúc còn mưa. Dạ. Lúc còn mưa thì sư vô, sư quỳ xuống lại ướt nhẹp hết vậy đó. Mà mình vì tôn kính, quý vị biết không, trời ơi, Phật tử mà bên Miami hay là Thái Lan hay là Campuchia đó, họ thành tâm lắm. Trời ơi, sư đứng như nào mà giữa nước luôn, họ cũng quỳ xuống họ lại luôn. Bởi vì sư đứng giữa đường, sư mưa sư cũng lại Phật là như vậy đó. Đó là tỏ cái lòng thành kính. Đó, thành kính thì mọi người, các anh em YouTuber nói là sư phụ ơi, Du Tăng ơi, là hòa thượng Nguyên Trí ở đây nè. Dạ. Thì sư vô thì hòa thượng mệt đi nghỉ rồi.
đi nghỉ thì có sư cô với thầy, cái thầy kia hiền từ lắm, hiền đức lắm, thầy rất là dễ thương, sư biết sư cô nào vậy thưa thầy? Dạ sư cô lạ. Rồi với ông thầy mà coi như là Hương Đăng á. Thầy Hương Đăng thì mình nói chuyện thì xong rồi thì tiếp chuyện xong rồi sư mới đến, sư đến coi như là lễ Phật. Lễ Phật ở trong chánh điện á. Rồi mình lễ tổ, rồi cầu nguyện cho chư hương linh mười phương pháp giới được siêu sanh tịnh độ, giảng sanh cực lạc quốc đó. Sư có niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cầu nguyện cho chư hương linh mười phương pháp giới được siêu sanh tịnh độ và giảng sanh cực lạc quốc. Rồi mới đến là niệm ân đường. Rồi cầu nguyện nữa, cầu nguyện xong rồi mới ra đây nè. Thì thì phố Việt mới tới giờ. Lúc đó mới... lúc buổi sáng là thầy gặp hòa thượng lúc đó khoảng mấy giờ à? Bây giờ là gần 10 giờ rồi. Sư nghĩ cỡ khoảng 8 giờ mấy? 9 giờ. 8 giờ. 8 giờ hả con? 8 giờ dạ. 8 giờ. Dạ. Trời mưa tầm tã. Trời mưa tầm tã. Dạ. Thì vậy đó, nhưng mà cái duyên, tại vì ngày mệt. Dạ. Ngày không được khỏe. Thì thì thôi, đó là vậy đâu có sao. Quý vị ơi, là sư nói rồi, quý vị phải giữ trung đạo. Đó, đừng có nghiêng qua bên này ngã về bên kia, đừng có phỉ báng người này mà bênh vực người kia. Đó, ở đâu đâu nó còn có đó. Đó, mà cái công lý, Phật lý và pháp lý, mà pháp lý nó sẽ làm sáng tỏ. Biết là hôm nay là coi như là 90 ngày, nhưng mà ngày 16 là cái ngày mà đã hoãn lại để mà ra tòa thêm đó thưa thầy. Thì theo thầy nghĩ là hôm nay có một cái diễn biến gì không bình thường ở đây không, hoặc là phải đợi tòa nó còn lâu nữa, thầy có thể chia sẻ? Dạ, theo các vị cũng đã biết rồi. Mời thầy. À, các vị đã biết rồi, cái vừa họp báo cười vừa rồi đó. Dạ. Ông Quỳnh Tấn Lê cũng tuyên bố rồi, có thể kéo dài tới 14 tháng 4. Dạ. Ý là 16 tháng 4. Dạ. 16 tháng 4, nhưng mà nếu mà nó xong á, thì không nói gì. Dạ. Nếu không xong thì có thể kéo dài, thì giống như là chùa Bảo Quang vậy đó. Dạ. Đó quý vị, don't worry, be happy. Dạ. Chuyện gì nó tới, nó sẽ tới vậy thôi. Nói như vậy là người chủ mới thì như thế nào thầy? Tại vì họ đã bắt đầu trả cái nợ mới của họ rồi đúng không? Họ mua chùa rồi. Thì theo thầy nghĩ như thế nào? Thì Stephanie Phạm nó có lên tiếng đó. Thầy chia sẻ. Thì nhưng mà con cái là cái chuyện đó thật sự ra cái chuyện đó là nội bộ của chùa. Đó mình cũng biết vậy thôi. Nhưng mà mình sư không có muốn involve vô chuyện, nhưng mà sư chỉ nói là cho đồng bào, cho tất cả mọi người nên yên tâm, tại vì cái chùa này không bao giờ mất. Cái chùa này không người này làm chủ thì người khác làm chủ. Nhưng mà hiện nay của gia đình Đào Gia Trang là của Michael Đào. Mà gia đình Michael Đào là một người có tâm, có tầm và có trí. Dạ. Đó, gia đình Michael Đào là mặc dầu là công giáo, nhưng mà họ rất là nhân từ. Sư có đối diện và nói chuyện với Michael Đào nhiều lần, nên sư cũng hiểu được cái tâm tánh của Michael Đào. Michael Đào là một người tài ba trong thiên hạ. Dạ, mà một người tài ba là một người rất là giỏi, rất là ngoài cái sự tài ra còn có cái đức nữa. Mới là coi như một người đại gia là như vậy đó. Không phải đại gia quý vị ơi, mà đại gia còn vậy đó. Bởi vì cái gia đình Michael Đào nó rất là phước báo vô lượng. Phước báo vô lượng, bởi vì mới có được ngày hôm nay. Sư hy vọng, thì sư cũng nói với các Phật tử đó, đến đây nè, rồi họ lo lắng về cái vấn đề mà hài cốt nè, sư nói người ta yên tâm. Gia đình Michael Đào là người nhân đức, quý vị yên tâm. Đó, quý vị cứ yên tâm, đó là an tâm. Cái gì đó, tâm an là lý đắc. Đó, mà cái tâm phải an mới được, cái tâm phải an vui, an bình. Vậy đó, chứ mà quý vị mà không nghe sư đó, đó đời sống là an vui, tu hành là an lạc giải thoát. Nè con, nếu mà quý vị mà không nghe lời sư đó là sẽ an táng quý vị đó, an táng đó. Tại quý vị loạn, thì quý vị bên này coi như là chụp bên kia, ghét bên kia rồi quý vị đó. Quý vị là bị cộng nghiệp rồi sẽ an táng quý vị đó. Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp, an vui, an lành.
đó, đó là bình an hạnh phúc đó, an đó cái chữ an hết tất cả đều an vui an lành an bình là coi như là bình yên. Nhưng mà đó còn thôi là không thôi là an táng quý vị đó. Cái câu này nó ghê lắm đó nha, quý vị phải cẩn thận, bởi vậy phải cẩn thận lời nói và kềm chế ý nghĩ quý vị ơi. Vậy đó, bởi vậy tu trúng thì thành Phật mà tu trật là thành ma. Làm người rất là khó, làm con chó rất là dễ, bởi vì mình đừng có coi như là involve mà xía vào công chuyện người ta rồi quậy lung tung hết, nó là cộng nghiệp quý vị sẽ mang một cái tội. Vậy đó, A Di Đà Phật. Dạ. Thưa thầy sáng nay thầy tiếp xúc với một số. Dạ. Mời anh vô đi trong sân. Thưa thầy nói chuyện với một số những Phật tử đây lúc mà Michael Phố Việt mới tới đó. Ừ. Thì họ chia sẻ cảm nghĩ của họ như thế nào, thầy có thể họ lo lắng, họ lo lắng đó, họ lo lắng cái vụ mà cái hài cốt á, tại vì thân nhân của họ để đây rất là nhiều người, hơn 10 người. Vậy đó, bởi vậy họ lo lắng đó, gia đình họ coi như là vừa anh em bà con dòng họ gì đó để đây cũng đông lắm, bởi vì họ lo lắng. Nhưng mà sư nói với họ rồi, họ yên tâm, sư giải thích rất là cặn kẽ đó, mấy cái clip đó anh em đều biết hết. Dạ, họ yên tâm, họ ra về trong cái sự bình an vui vẻ, tại vì cái lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, một lời nói làm cho thế giới hòa bình, nhưng cũng một lời nói làm cho coi như là gây ra chiến tranh hay là tranh cãi hay là kiện tụng đó. Vậy đó, cái lời nói ghê lắm, bởi vì là thần khẩu hại sắc phàm đó, thần khẩu hại sắc phàm, cái khẩu mình ghê lắm. Cái khẩu mình quê lắm đó, cái khẩu mà khẩu khai thần khí tán thiệt động thị phi sanh đó, khi mà mình nói cái lời mà không đúng, không có chánh ngữ đó, thì sẽ làm mang cái khẩu nghiệp sau này bị câm điếc ngọng nghịu đều do cái miệng của mình. Quý vị biết con ếch không? Con ếch chết vì cái gì quý vị? Con ếch chết vì cái miệng đó. Quý vị phải thận trọng lời nói và kềm chế ý nghĩ đó. Có nhiều người suốt đời không có làm ác, Michael. Có nhiều người suốt đời không có làm ác, nhưng mà cái ý nghĩ thôi, cái ý nghĩ là muốn lấy vợ người ta, muốn giật chồng người ta, muốn ăn cắp đồ người ta, muốn hại người ta, cái ý nghĩ thôi, quả báo khùng điên ngu tối đều do cái ý nghĩ dơ giấy của mình. Vậy đó, còn cái miệng chuyện có nói không, chuyện không nói có, nó dốc, nó lao, nó xạo, nó thêm, nó bớt, con ếch chết gì cái miệng, câm điếc ngọng nghịu đều do cái miệng của mình. Thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, ba nghiệp thanh tịnh là thánh nhân tại thế. Phải right thought, right word, right action. Đó là thánh nhân tại thế. Đó là cũng như là phải kềm tâm và phục ý. Đó, phải thận trọng lời nói và kềm chế ý nghĩ. A Di Đà Phật. Dạ. Thưa thầy, được biết là Phố Việt Vida có ghi nhận là hòa thượng với lại sư cô Huệ Chiếu ở hiện nay ở chùa. Dạ. Thì thầy mỗi lần tới đây thầy có mong muốn gặp hai vị đó không, để mà nói chuyện thêm, để tìm hiểu thêm hoặc là như thế nào thưa thầy? Dạ, khi bữa nay đến cái ngày đây, cái này cũng hệ trọng là ngày 5 tháng 4 đó. Dạ. Đó thì hòa thượng sư cô cũng như không khỏe tránh mặt thì đâu sao. It's ok, cái gì nó cũng vậy, mình phải biết đủ duyên nó mới đến, hết duyên thì nó đi. Bởi vậy nên mình phải hiểu rõ, mình và sư có nói với các em là thắng không kiêu căng mà bại cũng không nản lòng. Vậy đó, đó là kẻ vũ dũng. Bởi vậy nên người ta nói tốt cái mình vui, người ta nói xấu thì mình buồn, thì chẳng khác nào mình như món đồ chơi trong tay họ. Họ muốn mình vui họ cầm lên, họ muốn mình buồn họ dục xuống. Mình đâu có phải cái đồ chơi đâu. Thì thí dụ như cái duyên, nhưng mà mình phải tin vào đạo Phật là tin vào cái nhân duyên và nhân quả. Cái nhân duyên và nhân quả là đủ duyên nó mới đến, hết duyên nó đi. Thí dụ mình gặp một người này, hay là thí dụ như mình được một điều kia, đều có nhân duyên hết và nhân quả. Vậy đó, mình được cũng không lấy gì làm vui, mà mất cũng không lấy gì làm buồn. À, có khi nhớ cái chuyện tái ông mất ngựa không? Có biết cái chuyện tái ông mất ngựa không? Là đó, cái tái ông mất ngựa đó là đó là chạy giặc coi như là bên Pháp á, chạy giặc của Đức á, Đức nó tấn công World War II đó. Đó, ngày tại vì hồi đó là ngựa nó rất là quan trọng vô cùng. Ngựa nó rất
là quan trọng, nữa là nó vận chuyển rồi nó chuyên chở rồi nó cài ruộng rồi ngựa, con ngựa bên Á Châu của mình là dùng con trâu, nhưng mà bên châu Âu nó dùng con ngựa. Con ngựa rất là quan trọng, nó phi đường xa, nó liên lạc, nó coi như là vận chuyển nó đủ thứ, rồi nó có thể cày bừa rồi nữa này kia nọ. Cái ổng mất con ngựa, ổng mất con ngựa đó, ai cũng, ổng là trưởng làng, ông là tái ông á, mất, ổng mất con ngựa, mọi người đều chia buồn với ổng, ổng nói không, đó, cái đó là điềm may mắn cho gia đình tôi, đó, mất con ngựa đó là điềm may chứ không phải là xui đâu. Cái mọi người khi dễ ổng, nói, tôi nói cho ông biết, ông mất con ngựa rồi, ông sao biết, gia đình ông có người vợ với một đứa con trai, vào tuổi thanh niên rất là đẹp, rất là đẹp trai, đó, cái ông mất con ngựa, cái ai cũng lợi chia buồn, ông nói cái đó là điềm may mắn, mọi người khi dễ ông, phỉ báng ông đủ thứ hết, thì cái sau cái con ngựa đó, nó đi vào rừng, nó dắt về một đàn ngựa luôn. Một đàn ngựa, bởi vì ngựa quen đường cũ mà nó trở về, nó dắt một đàn ngựa, thành ra ổng giàu sang, ổng coi như là hồi lúc đó mà ngựa là quý giá vô cùng, mà ổng được một đàn ngựa rồi sinh đẻ ra, cái mọi người đều chúc mừng, nói ổng nói đúng rồi, ổng nói không, đây là tai họa của gia đình tôi đó. Chứ không phải là tốt đâu. Mọi người phỉ bán ông nữa, chửi ông nữa, nói bây giờ ông bày đặt coi như là lên mặt đồ dạy đời, nói này kia nọ, chửi ông. Thế một thời gian con của ông phi ngựa, lựa con ngựa đẹp nhất trong đàn, phi ngựa nước đại, té gãy chân là thành thằng què, cái bị từ hôn. Cái anh đó bị đẹp trai lắm mà nhiều người thương, mà bây giờ bị từ hôn, ai đâu có người con gái nào lấy cái thằng què mà đó là đâu có ai lấy. Cái, ừ, nghe nói nè, handicap hả, đây nè, ở Mỹ là handicap rồi, nghe nói nè, ở đó mọi người đều từ hôn đó, ai cũng lợi chia buồn. Ông nói đúng rồi, ông con ông là coi như là như vậy đó, thì trời ơi tôi xin chia buồn. Ông nói đó là tìm may mắn cho gia đình tôi, mọi người cũng phỉ báng chửi rủa ông nữa, nói ông là coi như là để cho con thằng què đó mà ai mà thương vậy đó. Cái tự nhiên bắt đầu tổng động viên của Pháp á, là cả làng á, coi như là thanh niên cả làng đi lính hết, chết hết, chỉ còn thằng què nó lấy một lượt 3-4 vợ luôn. Ừ, nó đẻ sanh con, đẻ con đàn cháu đóng. Ông ấy, bởi vì cái chuyện của tái ông mất ngựa đó, thấy có mà không, thấy không mà có, thấy cũng như là mình mất cũng không lấy gì làm buồn, mà được cũng không lấy gì làm vui, thắng không kiêu căng mà bại cũng không nản lòng. Đó là cái chuyện đó, bởi vì cái chùa Bát Nhã này cũng vậy. Cái chùa Bát Nhã này là ví dụ có thì làm lợi ích cho chúng sanh muôn người, còn nếu mà cái duyên đó là nó mất thì mình phải xuôi theo ý trời thôi. Thầy vừa mới nói chuyện mất đó, tại vì trong quá trình từ hôm cách đây 2-3 tuần nay thì Phú Việt Media có ghi nhận đó, chẳng hạn như là một cái vấn đề gì mà về tòa này kia mà nó lâu quá, người chủ mới họ thí dụ họ muốn bán lại cho một người khác, thì chẳng hạn như người đó không phải là người Việt Nam, người nước ngoài đó, thì theo thầy nghĩ đó, lúc đó thì một người nước ngoài họ vào đây thì không biết là như thế nào, mà có sợ là chùa mất không thầy? Cái đó là cái giả thuyết là mà mấy người họ nói mình đó. Cái đó là giả không có thật, cũng như là giả là nó không có thật, thật sự ra đó cái chuyện gì nó đến nó sẽ đến. Vậy đó, nếu mà suy nghĩ là mình đứng trước Phật đài, đó, đứng trước Phật đài lộ thiên nè, đó là đứng trước Phật đài lộ thiên, đây là linh thiêng lắm, không có mất đâu quý vị ơi, phải yên tâm, mình phải tin đó, mà tự cao thì quá cao, tự ti thì quá thấp, phải self-confidence nghĩa là tự tin, mình phải có cái niềm tin, một niềm tin không gì lai chuyển nổi, một chí nguyện phải rộng lớn vô hạn, một nguyện lực phải mãnh liệt vô biên, và một nghị lực phải vững bền kiên cố, mình phải có cái niềm tin, phải có đức tin, phải có cái lòng tin, vậy đó, thì chuyện gì nó tới, nó sẽ tới, just let it be, let it go, and let it roll. Đó, be happy, happiness. Dạ, cảm ơn thưa thầy. Trước khi chuyển sang một cái câu hỏi khác hay là một cái đề tài khác mà muốn thưa hỏi thầy đó, cái thầy có thể chia sẻ cái này ngoài chuyện personal right? Dạ không, chia sẻ về cái phương diện là nếu mà các em, các người Phật tử muốn
muốn có một cái tinh thần minh mẫn giống như thầy ở đây, mấy người đó cần phải làm gì thầy? Đó thì thầy có thể chia sẻ. Nếu mà bất cứ ai trên cõi đời này muốn giữ một cái tinh thần minh mẫn, một cái thân thể cường tráng đó, mạnh mẽ, thì chỉ có ba điều thôi. Thì ba điều này á, mà quý vị giữ được được là quý vị là Phật, Phật là quý vị. Chỉ có ba điều thôi, quý vị là thánh nhân tại thế. Nghĩa là quý vị không nghĩ những điều ác, không làm những điều, không nói những điều ác và không làm những điều ác, nên làm các việc lành, thanh tịnh tâm ý mình là lời chư Phật dạy. Nó gọi là body speak and mind, là nói cho các em biết nè, là body speak and mind, nghĩa là control your thought về your thinking, second control your work what you say, and third control your action what you do. Why? Because your action will affect your life. Karma, what goes around comes around. You reap what you sow. If you don't believe me, look in your mirror and you will know exactly who you are. Look in your mirror. You smile, your reflection will smile back. You angry, they will angry it back. So you are what you do. You are what you think, they will come to you. Bởi vì cái nhân quả mình làm như thế nào thì cái nhân quả nó đến với mình như thế đó đó. Mình muốn người ta tốt, trước tiên mình phải tốt. Mình muốn người ta kính trọng mình, trước tiên mình phải kính trọng người. Người mình muốn coi như là mình muốn người ta thương mình, trước tiên mình phải thương người. Bất cứ cái gì nó phản chiếu giống như cái gương vậy đó. Mình như thế nào thì cuộc đời mình như thế đó đó. Ý mình lanh lợi gạt người, kiếp này không trả, trả 10 kiếp sau. Mình giao nợ máu, mình trả bằng xì dầu, làm sao được quý vị? No way Jose, không có chuyện đó xảy ra. Bởi vì nhân nào là quả đó. Bởi vì quý vị phải biết cái nhân duyên quả báo mà đó. Lưới trời lồng lộng nhưng mà không thoát được mãi lâu. Đó quý vị phải hiểu rõ nha. Đó là những lời sư nói. Muốn thành công trong thiên hạ, quý vị sẽ giữ ba điều: thân, khẩu, ý. Thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Ba nghiệp thanh tịnh là thánh nhân tại thế. Quý vị là Phật, Phật là quý vị. Từ nhỏ đến lớn, từ cao đến thấp, từ sang hèn, giàu nghèo, cao ốm mập thấp, nếu giữ được, quý vị là Phật, Phật là quý vị. Chỉ có vậy thôi. Vậy đó, chỉ có ba điều là phát sinh trí huệ. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Dạ. Mô Phật. Dạ. Bùđam Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Dạ, kính chào quý vị. Thank you.